Các bạn ơi, như các bạn đã biết, chiếc xe này là chiếc xe ô tô to nhất trong bộ sưu tập của mình. Nên là hôm nay mình quyết định mang chiếc ô tô này ra đây. Nó còn có một tính năng rất đặc biệt nữa các bạn ạ. Đó là tìm đồ vật đấy. Các bạn hãy thử sự bon và sự đi tìm của nó nhá. Nào, xe ơi, hãy chạy cho các bạn xem nào. Đi thôi. Các bạn ơi, các bạn thấy bạn cua này của tớ dễ thương không? Hôm nay tớ mang bạn cua này ra ngoài này để chơi đấy. Cua này của tớ nhá, còn rất nhiều màu sắc luôn. Các bạn nhìn hai càng của bạn cua này là màu vàng rất là đẹp. Còn đây hai mắt của bạn đấy, người của bạn đấy là màu đỏ và màu xanh. Còn chân của bạn đấy cũng màu vàng luôn. Các bạn thấy bạn cua này của tớ có đẹp không? Bạn đấy vừa biết đi lại còn biết phát ra nhạc nữa, hay lắm các bạn ạ. À, sao nó lại đấu lại đây nhỉ? Các bạn ơi, không biết là quanh đây có đồ vật gì mà chiếc xe của mình lại dừng ở đây. Tớ đoán chắc chắn rằng là nó tìm thấy một thứ gì đó. Ơ, bạn Trung ơi, bạn làm gì ở đây đây? Ôi, này đây, cái này hay lắm. Bạn Trung nha. Wow, trên tay bạn Trung có cái gì mà đẹp thế? Sao tự nhiên bạn lại ngồi ở đây chơi thế? Trên tay tớ đang cầm là một bạn cua đấy. Hôm nay tớ với bạn cua ra ngoài này để chơi và nghe nhạc. Bạn cua của tớ hát hay lắm bạn Huyền ạ. À, wow, thế thì hay quá. À đúng rồi bạn Trung ơi, xem đây này. Đây là chiếc xe của tớ. Chiếc xe này của tớ chuyên tìm đồ chơi đấy. Wow, bạn cua của bạn Trung dễ thương quá. Ồ, ở đây có cả bạn gì nữa đây này. Bạn Huyền ơi, đây là một bạn hoa hướng dương bạn Huyền ạ. À, bạn này đang cười tươi quá. Chắc là bạn ấy cũng ra đây chơi cùng với mình đấy. Đúng rồi bạn Trung ơi, bạn có muốn đi tìm đồ chơi cùng với tớ không? À, được đi tìm đồ chơi à? Tớ có bạn Hiền ạ. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm đồ chơi đi. Được, thế thì đi theo tớ. Xe ơi, hãy dẫn đường với bộ tớ nào. Đi thôi. Em chạy nhanh quá, đợi chúng ta với. Đúng rồi. Bây giờ đang ở chỗ nào? Bạn Huyền ơi, nhìn kìa, xe của bạn Huyền, họ ở đằng kia rồi. Đúng rồi, hình như là bạn ấy tìm được cái gì. Chúng mình mau mau lại đấy thôi bạn Trung ơi, đi nào. Đây rồi, bạn xe của tớ đây rồi. Trốn mãi ở đây, để bọn mình cứ phải đi tìm. Bạn Huyền ơi, nhìn kìa. Đây là cái gì bạn Trung ơi, nhìn này. Ồ, thì ra là một con rồng hay khủng long các bạn Huyền ạ. Một bạn khủng long ba đầu lại còn là siêu nhân. Bạn Trung ơi, bạn lấy con ác gầm đi này. Wow, xịn thế. Không ngờ xe của bạn Huyền thật là lợi hại. Có thể tìm được bạn khủng long này. Nhưng mà bạn khủng long này nhìn cũng đẹp đấy. Hay là bạn Huyền tặng cho tớ đi. Được, thế thì tớ tặng bạn khủng long đấy cho bạn đấy. Xe ơi, chúng ta đi tìm đồ vật tiếp nào. Bạn Trung ơi, hãy cùng với tớ đi tìm đồ vật thôi. Đi ngay. Đi thôi nào. Chiếc xe chạy đằng trước rồi. Chúng mình mau mau nhanh chân đuổi theo bạn ấy đi. Nhanh lên. Bạn Huyền ơi, đợi tớ nữa nào. Ôi, bạn Huyền ơi, nhìn kìa. Ôi, sao lại xuất hiện một con quái vật hung dữ thế nhỉ? Con quái vật đấy nó ăn mất xe của bạn Huyền rồi. Con quái vật kia, đúng rồi, đây là người ăn xe của bạn Huyền hả? Mau trả cho ta, nếu không thì đừng có mà trách bọn ta đây. Huyền ơi, con quái vật này nó không giả bao nhiêu á. Bây giờ phải làm thế nào bạn Trung ơi? Đúng rồi, bạn cua của tớ bảo có thể phóng to lên để đánh nhau với con quái vật kia bạn Huyền ạ. Quan hô, thế thì hay quá. Trung mau bảo bạn cua phóng to
tiêu diệt cái con quái vật kia, đói lại xem tối đi. Được rồi, để đi bạn cua ơi. Hãy phóng to lên, tiêu diệt con quái vật kia đi nào. Đúng rồi, cố lên. Anh lùi lại đã bằng thế rồi. Đúng rồi, cố lên, cố lên. Sao mà cái con quái vật kia nó không giữ thế nhỉ? Giờ phải làm cách nào bây giờ? Tớ không có cách nào đâu. Cua của tớ cũng bị con quái vật đấy nó ăn thịt mất rồi. Để chúng mình phải làm cách nào để có thể xử lý nó đây. Các bạn ơi, để tớ lên tiêu diệt con quái vật đấy giúp các bạn. Ô bạn Hiền ơi, bạn Dòng này nói có thể giúp được chúng mình tiêu diệt con quái vật này đấy bạn Hiền ạ. Wow, thật không đây hả bạn Dòng? Nhưng mà tớ thấy bạn nhỏ bé đấy kia, liệu bạn có tiêu diệt được cái con quái vật vừa to vừa mát kia không? Bạn Hiền ơi, chúng mình phải tin tưởng bạn Rồng chứ. Chắc chắn là bạn ấy đã có cách nên mới nói là như vậy. Thế thì bạn Rồng ơi, bạn mau mau lên tiêu diệt cái con quái vật kia đi. Được rồi, thế bây giờ bạn Hiền cứ ở đây đi, để tớ dẫn bạn Rồng này lên xử lý con quái vật kia. Cứ ở đây đợi tớ. Con quái vật kia, người hãy mau mau thả bạn cua và xe của bạn của ta ra lên. Đừng có mà mơ, các người không làm gì được ta đâu. Người dám ở đây giả mồm à? Ta sẽ cho người biết sự lợi hại. Bạn Rồng này, bạn Rồng ơi, một con rồng nhỏ bé chỉ làm mồi ngon cho ta thôi. Hoan hô, các bạn ơi, con quái vật đã bị bạn Rồng tiêu diệt rồi. Bây giờ tớ phải chạy lại gần chỗ bạn Rồng của tớ mới được. Bạn Rồng ơi, bạn thật là lợi hại, đã tiêu diệt được con quái vật kia rồi. Các bạn ơi, nhìn này, xe của bạn Huyền và bạn cua của tớ đã được giải cứu rồi. Hay quá, bây giờ tớ phải gọi bạn Huyền chạy lại đây mới được. Bạn Huyền ơi, hãy mau mau chạy lại đây đi lên. Wow, đâu bạn Trung, cuối cùng con quái vật này đã bị tiêu diệt và chiếc xe của tớ đã được tìm lại rồi kia kìa. Bạn Huyền ơi, bây giờ chúng mình tiếp tục đi tìm đồ chơi đi. Được, bây giờ tớ sẽ bảo xe của tớ đi tìm đồ chơi tiếp. Chúng ta đi thôi nào. Bây giờ chúng mình tiếp tục đi tìm đồ chơi thế nào? Đi thôi bạn Huyền ơi. Bạn Huyền ơi, chiếc xe của bạn Huyền chạy đi đâu rồi nhỉ? Nhằng cái đã không tìm thấy đâu rồi. Tớ vừa thấy bạn ấy đi đằng trước kia kìa. Có lẽ là ở đằng trước kia thôi. Ô, bạn Trung ơi, hình như là bạn ấy tìm được một món vật gì đó. Bạn ấy đã dừng lại rồi kia kìa. Chúng mình mau mau chạy ra đấy thôi, nhanh lên nào. Ô, bạn xe ơi, bạn tìm được cái gì vậy? Bạn Trung nhìn này, một bạn Thiên Nga, xinh quá. Chắc là bạn Thiên Nga này ra đây tìm đồ ăn đấy. Ô, bạn Trung ơi, đây là cái gì nhỉ? Bạn Huyền ơi, đây là một cái bánh chocolate pie đấy. Nhìn ngon và hấp dẫn quá bạn Huyền ạ. Xe của bạn Huyền không chỉ biết tìm đồ vật mà còn biết cả tìm bánh kẹo nữa. Siêu thật. Đúng rồi, chiếc xe này của tớ thần kỳ lắm. Nhưng mà chiếc bánh này không biết là có ăn được không nhỉ? Nhìn ngon như thế này chắc chắn là ăn được thì sao. Thơm quá. Hôm nay nhờ chiếc xe này mà bọn mình kiếm được nhiều đồ vật thật đấy bạn Trung à. Kẹo ngon quá. Ôi bạn Huyền ơi, nhìn kia. Có cái gì mà nhìn, tớ biết thừa là nhiều đồ chơi rồi. Nhìn nhìn nhanh lên. Khủng long. Thì ra đây là kẹo của hắn. Đúng rồi. Ôi khổng khủng long ơi, đây đây, giả kẹo ngay này. Người người người, đừng ăn thịt bọn ta. Ôi con khủng long ơi. Bạn Trung mau mang bạn Rồng của bạn Trung lên. Con này kêu choáng cái tai tôi rồi bạn Trung ơi. Phải nghĩ một cách gì đó để xử lý nó đi. Bạn Huyền có cách nào để tiêu diệt được nó không? Bây giờ tôi hết cách để có thể tiêu diệt nó rồi. À tôi biết rồi. Để tôi gửi tín hiệu cho bạn Godzilla.
mau cứu bạn đấy. Đúng rồi, bạn Huyền hãy mau mau gọi Godzilla lên đây để xử lý nó đi. Tín hiệu tôi đã gửi đi rồi, chắc chắn Godzilla đang tới rồi bạn Trung ơi. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Godzilla tài rất là thính bạn Huyền ạ. Bạn Huyền ơi, Godzilla đến rồi kìa. Godzilla ơi, cứu chúng tôi với. Chiến thắng rồi các bạn ơi, bây giờ tôi phải chạy lại gần chỗ bạn Huyền mới được.